clip tiếp theo của cô. Thì video clip tiếp theo hôm nay mình sẽ đến là bài 12 trong giáo trình Minono Nihongo. Thì bài 1 mình đã học qua rồi, các bạn đã nắm được cái cách đếm, mình đếm những cái đồ vật cũng như là đếm những cái ngày, tháng, tuần, khoảng thời gian chưa ha. Rồi hôm nay mình tiếp tục qua bài 12. Bài 12 ngữ pháp cũng khá là hay đó. Để mà mình áp dụng ngữ pháp thì các bạn chắc chắn mình phải biết được những cái từ vựng hôm nay trong bài 12 với cô nhé. Thì hôm nay mình lại quay trở lại với lại tính từ nữa các bạn. Tính từ thì mình đã học ở bài 8 và bài 9 rồi đúng không? Tính từ có hai loại là tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Thì hôm nay mình sẽ học tiếp theo về những cái tính từ đó nữa. Để mình có nhiều vốn từ, mình sẽ sử dụng được nhiều câu cũng như là ngữ pháp hơn đó ha. Rồi đầu tiên mình sẽ đi với tính từ đầu tiên là đơn giản. Tính từ đơn giản ha, mọi thứ thì sẽ đơn giản. Rồi, kantan. Kantan là tính từ đuôi na nhé. Kantan, đơn giản. Kantan, đơn giản. Tiếp theo, mình có tính từ gần. Gần là chikai. Chikai là gần. Ok, gần. Rồi bây giờ gần rồi mình sẽ có xa. Xa là tôi. Tôi là xa. Đây, tiếp theo mình sẽ có tính từ nhanh. Nhanh hoặc là sớm ha. À ok, can, can này, can tan đó ha. Can tan. Rồi, can tan, đơn giản. Chikai là gần, tôi là xa, rồi mình có nhanh, nhanh là hai giây. Đây, hai giây này mình sẽ có hai nghĩa, một là nhanh và một là sớm. Vậy khi nào mình sẽ nhanh và khi nào mình sẽ sớm thì mình lưu ý, mình để ý nó qua phần kanji một tí ha. Rồi, cô có cái chữ kanji đầu tiên. Thì cái chữ đó là chữ tốc. Chữ tốc, tốc là tốc độ, nhông nhanh ha. Vậy thì cái chữ tốc độ này trong nhanh, nhanh, nhanh nhưng mà nhanh trong tốc độ ha. Tiếp theo có một từ kanji nữa, chữ này là chữ tảo. Tảo trong sớm, sớm ha. Sớm, thức dậy sớm là sáng, thức dậy lúc 6 giờ là sớm ha. Thì cái chữ hà giai này là sớm, còn cái chữ là nhanh. Vậy không có nghĩa ha. Nhanh hoặc là sớm. Yes, đó, hà giai. Rồi, tính từ tiếp theo. Nhanh rồi ngủ lại nó sẽ là chậm. Chậm hoặc là muộn, chậm trễ ha. Hồ xôi. Muộn. Muộn hoặc là trễ ha. Muộn hoặc là trễ. Yes hả? Rồi tiếp theo cô có tính từ nhiều. Nhiều ha. Ôi. Ôi, ôi là nhiều. Và trong bài này người ta sẽ sử dụng tính từ ôi với lại danh từ chỉ, danh từ nói về người ha. Nhiều người, nhiều người. Nhiều người là hito. Rồi chữ nhân quá đơn giản rồi ha. Con ghi luôn chữ nhân hito ga đi với trợ từ ga ôi. Hito ga ôi, nhiều người. Yes ga. Rồi vậy thì tiếp theo ha. Mình bây giờ mình tập đọc trước những cái tính từ đơn giản trước nè. Đầu tiên đơn giản là kantan, tiếp theo gần là chikai. Rồi ngược với gần sẽ là tôi xa. Tiếp theo mình có nhanh hoặc là sớm là hai giây. Rồi muộn hoặc là trễ, ô xôi, và nhiều là ôi. Ôi, ôi trong nhiều, trong nhiều người ha. Hito ga ôi. Yes ka. Rồi tiếp theo cô có nhiều rồi sẽ có ít. Ít ha. Nhiều người, bây giờ có ít người nè. Cô có tính từ sư cư nay. Sư cư nay ha. Ít. Ít. Vậy thì mình nói ít người nói sao ta? À, hito. Hito ga sư cư nay. Hito ga sư cư nay là ít người. Yes ka. Rồi tiếp theo cô có qua tính từ ấm áp. Ấm áp ha. Rồi. Ấm áp là atatakai. Là ấm áp. Rồi, bây giờ cô có tính từ mát mẻ. Trời không mưa không nắng thì nó rất là mát mẻ ha. Mát mẻ là suzushi. Suzushi. Suzushi là mát, mát mẻ. Yes ka. Rồi tiếp theo cô có tính từ ngọt. Ngọt là amai. Amai.
Rồi tiếp theo cay, cay, cay là karai. Ăn ớt thì sẽ cay ha. Karai. Karai là cay nè. Yes ka. Rồi tiếp theo cô có tính từ nặng. Nặng là omoi. Omoi, nặng. Và ngược lại với nặng sẽ là nhẹ, nhẹ là karui. Hay karui. Karui là nhẹ, y desu ka. Ta mình cùng đọc với nhau nhé. Đầu tiên cô có sukunai là ít người là hito ga. Sukunai. Tiếp theo ấm, atatakai, ấm trong ấm áp ha. Rồi tiếp mát mẻ suzushi. Nói về thời tiết mát mẻ suzushi desu ne. Tiếp theo ngọt, amai và cay là karai, karai ha. Karai ăn cay quá, karai. Tiếp theo cô có tính từ nặng. Omoi, xách hành lý nặng quá, omoi. Và nhẹ là karui, hành lý nhẹ quá, karui. Ii desu ka? Rồi, mình sẽ qua với những cái danh từ tiếp theo trong các bài học từ vựng ngày hôm nay. Cô có một cái tính từ này chắc chắn là các bạn sẽ rất là quen. Cô có tính từ y. Y, y bài trước mình học là gì? Là tốt đúng không? Là được đúng không? Rồi hôm nay y trong bài này nó có một cái nghĩa nữa là kohigai. Cô ví dụ ha, kohigai. Tôi thích cà phê, tôi chọn cà phê, tôi dùng món cà phê. Thích nè. Hay là chọn. Hay là dùng. Dùng cái gì đó ha, hai cái nghĩa. Dùng cái gì đó, ví dụ mình hay kohi bằng gì, bia rồi đi, bia rồi gái. Hoặc là chọn thịt đi, niku gai. Vẫn được ha, tức là mình nên hỏi ở chỗ kohi này mình hay cái gì vô thì có nghĩa là tôi thích cái đó, hoặc là tôi sẽ chọn cái đó, hoặc tôi sẽ dùng món đó. Dùng để order những cái món ăn trong nhà hàng ha. Rồi tiếp theo cô có mùa. Bây giờ mình sẽ nói về thời tiết ha. Mùa sẽ là kisetsu. Kisetsu. Mùa. Thời tiết hai đầu tiên là mùa. Mùa là kisetsu. Vậy thì mùa xuân của mình là haru. Mình sẽ học về những cái mùa ha. Mùa xuân là haru. Vậy mùa hè. Mùa hè là natsu. Mùa hè mình có, ở Nhật mình thường có kỳ nghỉ hè nè. Bây giờ mình lấy kỳ nghỉ ghép với chữ hè nè. Natsu yasumi là kỳ nghỉ hè. Rồi tiếp theo cô có mùa thu. Mùa thu là aki. Mùa thu bên Nhật rất là đẹp lắm ha. Mùa thu aki. Và cuối cùng là mùa đông. Mùa đông là fuyu. Và mình cùng đọc với nhau ha. Thích chọn cái món gì đó là kohigai. Ở đây cô chọn kohi ha. Tiếp theo mình có mùa kisetsu. Rồi mùa xuân là haru, mùa hè natsu, mùa thu aki và mùa đông là fuyu. Xuân hạ thu đông ha. Ở Việt Nam mình thì ở Việt Nam chỉ có hai mùa ha, mùa mưa và mùa nắng. Ở Hà Nội thì có bốn mùa rõ ràng. Nhưng mà ở với những cái nước như Nhật, Hàn Quốc hay những cái nước ngoài thì mùa của nó sẽ rất là rõ ràng hơn ha. Rồi tiếp theo cô có mùa xuân mình qua thời tiết của cô là tenki. Cô có danh từ tenki. Tenki là thời tiết. Vậy thì bây giờ mình sẽ học tiếp những cái danh từ liên quan tới thời tiết ha. Tenki là thời tiết. Rồi mưa. Thời tiết chắc chắn sẽ có mưa ha. Mưa ame. Mưa nè, mưa là ame. Tiếp theo tuyết, thời tiết ha. Yuki. Yuki. Có một bài hát rất là nổi tiếng mà cô nghĩ ai cũng biết ha. Yuki no hana, hoa tiết ha. Rồi yuki tiếp theo. Trời mà có mây á, trời mà kiểu như không có xanh mà cũng không có trắng lắm, kiểu có mây ha. Mây là kumori. Có mây. Rồi có mây ha, những từ này dùng trong thời tiết, dự báo thời tiết nè. Rồi tiếp theo mình học xong về thời tiết rồi nè, cô ôn lại ha. Đầu tiên thời tiết chung là tenki, mưa là ame, tuyết yuki và có mây là kumori. Như này ska. Rồi tiếp theo cô qua thêm một danh từ nữa, nói về khách sạn không liên quan gì nữa ha. Và bây giờ mình nói về khách sạn là hotel. Từ này mượn trực tiếp từ tiếng Anh sang hotel.
mình phiên âm katakana ha. Rồi, hotel rồi, khách sạn. Rồi tiếp theo cô có sân bay. Sân bay là kuko. Kuko. Đường âm ha. Kuko là sân bay. Kuko sân bay. Rồi, cô có biển. Umi. Biển là umi. Umi ha. Rồi, khách sạn, hotel, sân bay, kuko và biển là umi. Rồi mình còn một vài từ nữa, cố lên nha các bạn. Bài 12, mình đi tới bài 12 cũng là được một nửa của quãng đường chinh phục N5 rồi. Rồi, biển là thế giới luôn, thế giới là Sekai. Sekai ha. Sekai, Sekai. Rồi tiếp theo cũng có danh từ nó về buổi tiệc nè. Tiệc tùng của mình là party đúng không? Thì tiếng Nhật nó cũng có một cái từ như hệt vậy, party luôn, nhưng mà nó sẽ phiên âm bằng katakana thôi. Party. Đây là y. Ha, cách âm ghép đặc biệt không ghép với bán âm da như vô mà ghép bóc nguyên tắc một tí. Đó là chi? T party là tiệc. Vậy thì bây giờ cô nói là tổ chức tiệc, mở tiệc thì đơn giản thôi, cô sẽ gắn với lại oshimasu ha. Party oshimasu là cô mở tiệc thôi. Party oshimasu, cùng mở tiệc nào, cùng tổ chức tiệc nào. Rồi tiếp theo cô có lễ hội. Lễ hội matsuri. Lễ hội. Và trước đó mình thường sẽ có ồ và lịch sự. Rồi omatsuri, lễ hội. Omatsuri, lễ hội. Tiếp theo cô có một vài món ăn nè. Đầu tiên cô có món sukiyaki. Tên món ăn ha. Sukiyaki. Sukiyaki đây là một cái món lẩu ha. Món lẩu thường nó có lẩu và rau. Thịt bò mình nhúng vào xong mình chấm cái chén trứng mà người ta quậy ra. Ăn rất là ngon ha. Sukiyaki. Lẩu, lẩu Nhật ha. Hy vọng là bạn nào đó sẽ có dịp mình ăn thử món này. Món này rất là ngon ha. Sukiyaki. Yes, cả. Tiếp theo cô có món sashimi. Sashimi, một món ăn nổi tiếng của người Nhật ha. Sashimi là món gì? Cá tươi, cá sống đúng không? Món cá sống. Thì cái món này sao? Cắt bọi cá người ta thái lát nhỏ ra, chấm với lại wasabi ha, mùn tạt, ăn sống rất là ngon ha. Rồi cá hồi nè, cá ngừ nè, tôm chẳng hạn, rất là ngon. Và tiếp theo cô có món sushi. Sushi, trước đó mình sẽ có ồ, hậu tố ồ. Rồi, thường mình sẽ có ồ sushi hoặc là sushi thôi. Đây là món gì? Sushi với món cơm gọi là gì ta? Người ta sẽ trộn giấm vào cái cục cơm đó, sau đó người ta sẽ để một cái lớp cá sống lên. Thì cái đó gọi là sushi hay cái gọi là người ta cơm nấm. Hoặc cơm trộn giấm. Có cá sống. Cô ghi rõ luôn ha, cơm trộn với giấm. Rồi ở trên thì có các loại cá sống. Không phải cơm cuộn ha, cơm cuộn nó khác. Rồi, còn sushi. Tiếp theo cô có món tempura. Tempura, một món ăn nổi tiếng của Nhật Bản. Nhắc đến Nhật Bản thì người ta phải nghĩ đến một vài món ăn quen thuộc. Trong đó sẽ có món tempura ha. Tempura là một dạng đồ chiên của Nhật. Tức là người ta sẽ lấy rất là nhiều thứ, người ta đem lên người ta chiên ha. Rau cũng chiên, củ cũng chiên, cá, thịt gì đó người ta chiên lên hết. Thì gọi là tempura ha, đồ chiên của Nhật. Tiếp theo mình sẽ có danh từ nói về thịt heo nè. Hôm bữa mình có thịt là niku đúng không? Bây giờ mình có thịt heo là buta niku. Buta niku, thịt heo. Rồi, thịt heo. Thịt heo xong thì không thể nào mà thiếu thịt bò đúng không? Thịt bò, gyu. Gyu niku. Thịt bò ha, gyu trong, gyu niu là sữa bò. Bây giờ mình bỏ chữ niu ra, mình gắn với niu, gyu niku ha, ra thịt bò. Rồi có heo, có bò rồi thì không thể nào mà không có gà được ha. Gà sẽ là tori niku. Ba con vật mình ăn chính ha. Thịt gà,
Thoriniger thịt gà. Yes, gà. Rồi, tiếp theo cô có trái chanh là lemon. Đây. Phiên âm từ tiếng nước ngoài sang nên mình chỉ còn việc ghi bằng katakana thôi. Rồi. Mình đọc qua ha. Rồi, thế giới sekai. Buổi tiệc là party gắn với oshimasu. Party oshimasu là mở tiệc. Tiếp theo lễ hội là omatsuri. Rồi, lẩu Nhật sukiyaki, tên món ăn thôi ha. Cá sống sashimi. Rồi, cơm sushi. Các bạn tưởng tượng được món sushi rất là đơn giản đúng không? Cơm trộn có cá sống ở trên. Rồi, tiếp theo cô có món đồ chiên là tempura. Thịt heo butaniku, thịt bò gyuniku, thịt gà toriniku và trái chanh của mình là lemon. Ở Nhật nó không có chanh của nó không có chua bằng ở Việt Nam. Nó kiểu vàng, thường để nặng lên cái món tempura ăn tăng hơn thêm vị giác. Rồi, cô có tiếp một danh từ liên quan tới văn hóa Nhật Bản đó nè, cắm hoa ikebana. Ikebana là nghệ thuật cắm hoa. Tức là nó là một cái môn, nó giống như là một cái môn học riêng vậy. Ikebana hay người ta sẽ học cắm hoa. Và khi mà mình nói mình sẽ cắm hoa, mình biến nó thành động từ thì mình chỉ cần gắn với lại oshimasu. Ikebana oshimasu là mình cắm hoa. Rồi mình đi tiếp tới mùa thu mình sẽ có lá đỏ đúng không? Momiji là lá đỏ ha. Momiji lá đỏ. Rồi, yes, guys. Tiếp theo mình sẽ có nghi vấn từ dochira. Cái nghi vấn từ này nó sẽ liên quan đến phần ngữ pháp của mình nên các bạn hãy coi tiếp theo là ngữ pháp của bài 12. Dochira là cái nào? Ví dụ như câu hỏi thịt bò với thịt gà thì bạn thích ăn cái nào chẳng hạn, hoặc là mùa thu và mùa xuân thì bạn thích mùa nào chẳng hạn ha. Mình sẽ sử dụng dochira desu ka. Rồi, vậy thì nói cái nào cũng thích thì nó là dochira mo. Cái nào cũng. Dochira mo là cái nào cũng. Rồi, tiếp cô có nhất luôn, ngon nhất thịt gà thì ngon nhất, đối với cô thịt gà thì ngon nhất, nhất là ichiban. Nhất là ichiban. Rồi, hơn hẳn hoặc là suốt luôn, zutto. Hẳn hoặc là suốt một cái gì đó ha. Hẳn hoặc là suốt. Rồi, và cuối cùng của mình sẽ có danh từ Hajimete. Hajimete này cô nghĩ là các bạn đã rất quen thuộc trong cái phần hội thoại giới thiệu của bài 1 đầu tiên ha. Hajime mashite, lần đầu tiên gặp nhau thì mình sẽ nói câu đó ha. Và Hajimete đây là lần đầu tiên. Cô ghi ở đây ha. Hajimete, lần đầu tiên. Ii desu ka? Hajimete ha. Bài 1 mình học là Hajime mashite, lần đầu tiên gặp nhau mình nói câu đó. Còn ở đây Hajimete là lần đầu tiên. Ví dụ như lần đầu tiên tôi ăn sashimi chẳng hạn, Hajimete ha. Ii desu ka? Rồi, ok, từ nãy đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau mình học hết cái từ vựng bài 12 rồi. Thì cô hy vọng là mình sẽ thuộc luôn nó và mình sẽ về nhà viết nhiều hơn để mà mình có cái vốn từ vựng, mình làm cái mình học qua cái phần ngữ pháp của mình cho nó hay hơn, nó sinh động hơn ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại comment phía dưới thì cô sẽ trả lời với các bạn ha. Hey, chào tạm biệt các bạn.